Cùng ngày, đồng chí Hoàng Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã dự chúc mừng lễ khai giảng tại trường Mầm non Yên Thanh. Cùng đi với đoàn còn có lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của cấp trên, lễ khai giảng của nhà trường năm nay được tổ chức đơn giản nhưng không kém phần tươi vui rộn rã. Thực sự là ngày hội để các bậc phụ huynh đưa con đến tựu trường. Trong năm học 2014-2015, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Yên Thanh đã luôn nỗ lực không ngừng, có nhiều đổi mới trong công tác chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy, giữ vững danh hiệu là một trong những lá cờ đầu của ngành giáo dục đào tạo thành phố. Cũng trong năm học vừa qua, nhà trường đã vinh dự được nhận bằng khen tập thể lao động xuất sắc do Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng. Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, đồng chí Hoàng Thị Hà, Phó Bí thư Thành ủy đã trao tặng cho cô trò nhà trường lẵng hoa tươi thắm thay cho lời chúc mừng nồng nhiệt, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của cấp ủy Đảng, chính quyền với tập thể cô trò nhà trường trước thềm năm học mới sẽ giữ vững và phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được.